Thời tiết thì thay đổi, đang mát mát, lạnh lạnh, lại chuyển ngay sang nắng. Đánh gần thì không ăn, đánh xa cũng không ăn. Thôi, chuyển hẳn lên xa hẳn đi, đánh hẳn 7m2 xem nào. Ở đây thì mình sẽ thay cây huyền vũ 7m2 sang cho cây 5m4 nhá. Đánh thử đánh xa xa một chút xem cá nó có ăn không. Chứ hôm nay thời tiết thế này thì móm quá. Xin chào mọi người, mình là Phạm Quách Thư Quân của Salami Fishing. Hôm trước thì cũng có cái video lên cho mọi người mà là một cây phục long 5m4, độ cứng 5H phân bố lực 28 mà chả lên được con cá nào, vì thời tiết hôm nay nó chán thật sự luôn mọi người ạ. Nắng kinh khủng, xong rồi còn gió, nhìn sóng gió như biển luôn, ra mồi còn khó. Mình lại còn ngồi hơi hơi ngược gió chút, chỉ nhẹ ra mồi hơi khó, mình phải bổ. Bắt đầu ngồi túc tắc cân phao đủ thứ nọ kia. Hồ thì khá là nhiều cá nhưng mà cá tụ xa, thấy quẫy xa thì mình cũng thử vươn ra xa xem nào. Đây thì mình cũng phải nới hẳn cái gác ra, gác nó thoải mái, không biết nó có được cái chương trình gì không. Rồi rồi, bắt đầu. Mình thì vẫn dùng mồi V thôi chứ mình không đánh mấy cái mồi khác, mình vẫn chuyên cái bài mồi của mình. Vụt ra cũng rất là khó rồi, huống chi là ra tay. Gió này mình chịu không ra tay được các bạn nhé. Chán chê mệt mỏi, ngồi gần như là hôm nay phao rất ổn định, phao cực kỳ ổn định luôn chứ không phải gì. Chán thật sự, gió thì to, gác của mình gác 3 mét mà nó vẫn thổi vù vù nghiêng cả gác luôn. Nguy cơ hôm nay móm thì khá là cao các bạn. Một lúc sau thì anh bạn mình có ra chơi, bảo có nên câu không, bảo không, không một xem đi, anh thích thì anh câu của em chứ đừng câu, dễ ẳng ẳng lắm. Đây thì đấy, các bạn nhìn thấy mình thì có giật được cái nào đâu. Đè được một cái, không kịp giật. Chỉ đè thôi, mình biết cái nhịp đè mà. Nói chung là hôm nay là móm rồi. Sau hơn một tuần là có công việc gia đình, mình cũng ít đi câu. Hôm nay thử sức cái thì không ổn mọi người ạ. Túc tắc thì cũng đến khoảng tầm 3 giờ hơn một chút. Cá cũng chẳng chịu đi ăn mà thấy anh em bảo là hồ này cá ăn vào tầm chiều, chiều muộn. Thôi khỏi. Cá ăn thế này vào chiều muộn mình thì có đánh tối mấy đâu. Còn công việc gia đình nhiều 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 thứ nữa. Chứ vào câu tối thì nó cũng rất là mệt. Mà thôi không cố đấm ăn xôi nữa, mình thu đồ về thôi. 3:30 là mình thu đồ rồi, chứ ngồi thêm thì cũng chả được gì, mệt người. Nắng lại còn nắng nữa, hôm nay nắng thật đấy. Rồi mình sẽ thu đồ và mình xin phép về nhé. Và mình là Phạm Quách Thư Quân, huyền vũ vẫn móm các bạn ạ, không lên được cá, chắc là không câu con này nữa đâu.